Xin chào các bạn, clip này thì mình sẽ giới thiệu trước về bộ skill của Shiny Mega Gardevoir Đây là bộ skill ở trong bản test sắp tới Shiny Mega Gardevoir nó sẽ ra mắt ở bản tiếng Trung vào tuần tới Ở trong sự kiện đấu giá Đây là duyên của Shiny Mega Gardevoir này S Đi kèm với nó chính là Pokemon bậc S uh, feromosa này Và dòng cuối của nó sẽ cộng thêm 7,5% tỷ lệ bạo kích Đây là một con thuộc dạng tấn công S đi kèm với nó đây như là một con thuộc dạng giác đấu đây chính là Pokemon bậc S này thì khả năng cao là về sau chắc chuẩn bị là có Pokemon à, cái team giác đấu sẽ chuẩn bị rồi đầu tiên là về skill 1 thì sẽ tấn công đơn mục tiêu SP Dam công đặc biệt và nó sẽ tăng cho bản thân nó x phần trăm SP Attack và tăng cho những Pokemon thuộc dạng sắc đẹp ở trong team của bạn đó là x phần trăm tỷ lệ khống chế thì x uh, Pokemon sắc đẹp thì phải chờ đã để cập nhật xem là những Pokemon nào và skill 1 này nó sẽ là thêm hiệu ứng đó là bẫy gai lên mục tiêu đó bẫy gai hiệu ứng này nó sẽ được kích hoạt trước khi địch hành động và sẽ gây ra sát thương và nó sẽ là hiệu ứng xuất huyết lên địch đây cũng là một cái hiệu ứng bất lợi theo kiểu giống dạng à, cái hiệu ứng cháy đó là gây ra sát thương lên địch trước khi địch hành động thì bây giờ sự kết hợp giữa Magena với cả Shiny Mega Gardevoir các bạn sẽ đặt bẫy lên địch rất là nhiều. Skill 2 thì sẽ tấn công đơn mục tiêu và gây ra sát thương công đặc biệt SP Dam và đồng thời nó sẽ đặt lên hiệu ứng uh, mê hoặc lên mục tiêu đó. Hiệu ứng mê hoặc thì quá quen thuộc rồi, đây là một hiệu ứng khống chế làm địch sẽ phải sử dụng skill 1 để đánh lên ngẫu nhiên một địch khác. Skill 2 này thì nó cũng sẽ đi kèm đó là triệu hồi Shiny Mega Gardevoir ra trong tị uh, ra để bảo vệ cho bản thân. Và nếu mà Shiny Mega Gardevoir các bạn đã triệu hồi sẵn rồi thì kế uh, skill 2 này sẽ hồi máu dành cho Shiny Mega Gardevoir. nói dài dã man ra. Shiny Mega Garde thì nó sẽ tấn công địch theo ý thích của nó và sẽ gây ra sát thương đó là công vật lý. Vậy là bây giờ là sẽ có bộ đôi Shiny Mega Gade và Gadevo sẽ cùng tham gia trong trận chiến. Tiếp theo, đó chính là Shiny Mega của Gade này khi toàn tấn công của nó tấn công lên địch thì sẽ đặt lên hiệu ứng đó là xuất huyết này. Và nếu địch đang bị sẵn hiệu ứng xuất huyết này rồi thì nó sẽ chuyển sang đó hiệu ứng cao Cao này thì nó cũng sẽ tương tự với hiệu ứng cào của Salamencer chẳng hạn. Đây là hiệu ứng uh, xuất huyết được uh, nâng cấp lên, đó là làm địch không thể được hồi máu này và cũng sẽ gây ra sát thương trước khi để hành động, giống như xuất huyết. Và tiếp theo, đó là Shiny Mega Galade này nó sẽ ưu tiên đó là nhận những hiệu ứng khống chế hiệu ứng bất lợi uh, dành cho Mega uh, Galadevo của bạn này và đồng thời những hiệu ứng búp mà Shiny Mega Galadevo nhận thì nó cũng sẽ nhận được tương tự luôn. Tiếp đến là skill 3. Skill 3 thì nó sẽ tấn công ngẫu nhiên hai hai địch và ưu tiên đó, là, đó là những địch mà không phải là Pokemon sắc đẹp này và sẽ gây sát thương đó là công đặc biệt. Và nếu địch mà chỉ có một thì sát thương này nó sẽ được nhân đôi và đồng thời nó sẽ là hiệu ứng mê hoặc và hiệu ứng tranh giành lợi ích lên địch đó. Hiệu ứng tranh giành lợi ích, đây là một hiệu ứng chắc là đặc biệt của con Shiny Mega Gardevoir này. Pokemon dưới hiệu ứng này sẽ đánh lên địch khác mà cũng bị hiệu ứng này bằng skill 1 và trong cái thời điểm mà đang bị hiệu ứng này thì sát thương đánh lên địch đó cũng sẽ tăng thêm rất là nhiều và sau khi cái sự kiện này à, sau khi cái hiệu ứng này nó kết thúc ấy, thì Pokemon nào mà bị đánh nhiều máu hơn hay là bị chết chẳng hạn thì sẽ được được coi là Pokemon thua cuộc và Pokemon mà nhận ít sát thương hơn và vẫn còn sống chẳng hạn thì sẽ được gọi là Pokemon thắng cuộc và khi hiệu ứng này kết thúc Pokemon bị thua cuộc sẽ bị giảm đi x phần trăm cái chỉ số phòng thủ của nó phòng thủ ở đây thì có thể là có giảm thương này phòng thủ à, song thủ này chẳng hạn và shiny mega nó sẽ tự động tấn công kẻ địch à, kẻ địch nào mà được gọi là kẻ thua cuộc về sát thương gây ra đó là công vật lý tiếp đến đó là 11 sao 11 sao thì hiệu ứng tranh giành lợi ích của nó thì sẽ tăng thêm một ít lượt chứ biết bao nhiêu và sau khi cái hiệu ứng này kết thúc thì bây giờ kẻ thắng cuộc lại sẽ bị nhận một hiệu ứng đó hiệu ứng trái tim yêu thương hiệu ứng này thì nó sẽ tăng cho bản thân Shiny Mega Gardevoir thêm X phần trăm SP Attack này và đồng thời nó cũng sẽ nhận được cái khả năng khống chế của địch đó và những hiệu ứng hồi máu hay hiệu ứng bút mà địch đó nhận trong cái hiệu trong thời gian mà hiệu ứng này đang có tồn tại thì sẽ chuyển qua cho Shiny Mega Gardevoir thì 11 sao của nó mình nghĩ cũng sẽ rất là tốt bởi vì tăng cường thêm cái hiệu ứng dành cho cái hiệu ứng khống chế của nó này này cuối cùng là hiệu à, phần nội tại của Shiny Mega Gardevoir đó là khi mà nó bị nhận một sát thương thì cái sát thương đó nó sẽ được chia sẻ x phần trăm lên những địch khác mà không phải gọi là Pokemon sắc đẹp và những cái sát thương này sẽ cũng sẽ không bị chia sẻ nữa nhiều dạng như ví dụ mà địch đang có con Sunia chẳng hạn thì địch nhận cái sát thương này của con Shiny Mega Gardevoir tuy nhiên là cũng không thể chia sẻ sự sát thương đó và địch nào mà dưới đến hiệu ứng mê hoặc của Shiny Mega Gardevoir sẽ, sẽ nhận nhiều sát thương hơn tiếp đến đó là cứ bắt đầu mỗi lượt thì nó sẽ là hiệu ứng bẫy hai lên ngẫu nhiên địch và ưu tiên là địch nào không phải là pokemon sắc đẹp bẫy bẫy rất là nhiều đi kèm với cả magena cũng sẽ rất là đẹp luôn và đi kèm với cả con uh, mega TNC quá tuyệt vời tiếp theo đó là khi mà shiny mega gardevoir còn sống ở trên sân thì mỗi pokemon sắc đẹp ở trong team của bạn sẽ tăng thêm x phần trăm sát thương này máu gốc và giảm thương vậy là có thêm một pokemon nữa có thể hỗ trợ cho cái team của bạn Uh, thêm giảm thương uh, tiên đất đá chẳng hạn Thì Shiny uh, Mega Gade, uh, mega TNC này Hay Magena của bạn sẽ được tăng thêm uh, uh, Cái giảm thương nhiều hơn nữa Dưới sự búp bão cát của Shiny Mega Tiranita rồi này Thì bây giờ Mega TNC Tim tiên của nó sẽ được chắc chắn hơn rất là nhiều Nhờ vào Shiny Mega Gardevoir Đồng thời nếu Pokemon sắc đẹp của, của bạn Mà là hệ siêu Thì nó sẽ gấp đôi cái hiệu ứng búp này và khi Shiny Mega Gardevoir còn sống ở trên sân nữa thì những Pokemon sắc đẹp của bên bạn sẽ miễn nhiễm hiệu ứng mê hoặc này và những đòn tấn công của địch nào mà không phải là Pokemon sắc đẹp sẽ có tỷ lệ x phần đó là đặt hiệu ứng mê hoặc lên địch đó à, lên kẻ đánh mình và những Pokemon mà sắc đẹp bên bạn mà tấn công địch mà đang bị hiệu ứng mê hoặc sẽ bỏ qua của địch đó 50 phần trăm thủ đây là một cái hiệu ứng rất là tốt mình nghĩ là cái phần nội tại chủ yếu là để hỗ trợ cho tim tiên hoặc hoặc tim siêu mà đa số chủ yếu là pokemon sắc đẹp thôi hiện tại thì sắc đẹp hệ siêu thì mình nghĩ là cái bộ meloetta với cả chắc là meloetta với nó tiếp đến đó là khi meloetta ở trong tim của bạn thì là cái phần hệ thứ hai của meloetta sẽ tự động chuyển sang hệ tiên meloetta thì nó có hai dạng đó là kh và khiêu vũ dạng kh thì là tiên thường với cả uh, siêu này với uh, còn cái dạng khiêu vũ của nó sẽ thường với cả giác đấu. Thì cái giác đấu với siêu khi mà trong team của bạn có Shiny Mega Gardevoir thì nó sẽ tự chuyển thành hệ tiên. Tiếp đến đó là cái hiệu ứng đó là tăng, nâng cấp lên cái hiệu ứng mê hoặc. Đó là những hiệu ứng mê hoặc của bản thân thì sẽ không bị bắt, không thể bị cướp. Ví dụ như là cướp bởi con Necroma không cướp được rồi này. Và bản thân sẽ miễn, miễn cái hiệu ứng miễn nhiễm không... Công chế mê hoặc của bản thân cũng sẽ không thể sao chép được này. Và khi shiny Mega Gardevoir còn sống ở trên sân thì hiệu ứng mê hoặc sẽ cần phải giải, giải đến uh, ít lần mới hết được. Ví dụ như 1 đến 2 lần, à bên 2 đến 3 lần. Thì bây giờ giải về 2-3 lần thì hiệu ứng này mới hết. Thì coi như là cũng gần như là không giải được mất. Và cứ mỗi lượt bắt đầu thì là có x phần trăm tỷ lệ sẽ làm cho ngẫu nhiên địch sẽ bị hiệu ứng mê hoặc. Và nếu mà tỷ lệ đó mà trượt chẳng hạn thì là sẽ gây sát thương dựa theo SP attack đánh lên ngẫu nhiên địch đánh lên nghịch địch đó bây giờ gọi là tràn ngập mà hiệu ứng mê hoặc rồi này mê hoặc này shiny mega Ganevor này cũng không biết là đi kèm với cả con mega ganevo được nữa không kiểu dạng như là một trận đấu vừa vào trong trận vừa vào trong trận này bốn địch bị mê hoặc thì cũng rất là ác luôn và sau mỗi lượt à, sau ít lượt chưa biết bao nhiêu thì nó sẽ chia sẻ cái sức mạnh mê hoặc của nó dành cho ngẫu nhiên một Pokemon sắc đẹp cái hiệu ứng này sắc, sức mạnh mê hoặc này nó nó sẽ giúp cho Pokemon của bạn khi tấn công lên địch thì sẽ có x phần trăm tỷ lệ làm địch sẽ bị hiệu ứng mê hoặc và mê hoặc mục tiêu chính thôi và khi mà shiny Mega Gardevoir 8 sao thì lần đầu tiên nó nhận sát thương trí tử thì nó sẽ không chết mà nó sẽ hồi lại đầy máu này và nó sẽ triệu hồi shiny Mega Galade để bảo vệ cho bản thân và đồng thời đặt lên hiệu ứng mê hoặc lên không biết bao nhiêu địch, ít địch và nó sẽ tự động ra đòn skill 3 luôn. Thì sau khi dịch bộ skill của Shiny Mega Gardevoir xong thì mình thấy đây là một Pokemon có cái khả năng khống chế rất là tốt. Với bộ skill của nó thì nó cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều dành cho những Pokemon sắc đẹp. Hiện tại cũng chưa biết Pokemon sắc đẹp là những Pokemon nào, nhưng mà mình đoán có thể là những Pokemon thuộc dạng nữ chẳng hạn, ví dụ như là Mega TNC, hay là Meloetta này hay là Magena chẳng hạn. Thì toàn những Pokemon tốt ở thời điểm này. Và có khả năng là Meloetta cũng có thể là được búp thêm skill mới để đi cùng với cả uh, Shiny Mega Gardevoir chẳng hạn. Thì những Pokemon này thì mình nghĩ là Shiny Mega Gardevoir ra để bổ trợ cho team tiên rất là nhiều. Trong đó thì uh, Magena này hay là Mega TNC với team tiên đất đá này cũng có thể là bổ trợ cho thêm dành cho Surnia chẳng hạn. Thì là đợt này giúp cho team tiên càng thêm chắc chắn và có thể là cũng có thể là gọi là khắc chế với cả team ma hoặc là về sau có thể đi cùng với cả team siêu vẫn ok. Đó là Shiny Mega gadevo Thì sắp tới là sẽ có cái um, nó ở trong bản test thì lúc đó thì mình xem nó sẽ dễ hiểu hơn về bộ skill của nó. Và sau khi lấy được nó xong thì chắc mình cũng sẽ review. Con này thì hiện tại thì mình chưa dám nâng lên 8 sao được bởi vì là còn để dành mệnh vận năng để lên Mega Mewtwo nữa.